hỗ trợ cài đặt game, phần mềm, sửa lỗi game đột kích, tư vấn cấu hình, nâng cấp máy tính, lắp ráp PC gaming. Hãy cho Tú Lê biết vấn đề của bạn. Alo, vâng, chào anh em nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm nữa anh em à. Hôm qua tôi đã bắn M200 Glory gì đó rồi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có M200 CFS Champion. Đù, dạo này toàn là hàng siêu phẩm. Nước lên. Đây, nước nè. Chết một thằng. Ấy à. BGR mà thua 1 năm thì toàn. Ai. Mày chết. Tí nữa nó thoát rồi. Không sao, vô kịp anh em à. Nè, mít cỏ nè. Ê. Ê, mày chạy đâu? Ê, nó vô A, nó vô A. Rồi chết. Mày chết luôn. Ui. C4 ở đây, C4 ở đây. Cam C4 rồi. Hẻm A. Hẻm A chết luôn rồi. À. Treo à. À mấy này nó treo anh em à. Dạo này đang có nhiệm vụ á, nó treo, nó làm nhiệm vụ á. VTC Online ra mấy cái nhiệm vụ kiểu phải chơi đủ giờ, đủ phút, đủ giây đó mà. Ủa, có treo đâu? Có thấy đâu? Ê. À, đu. Treo đâu? Lừa tao mày. Mấy nhà nó. Qua B ông ơi, qua B ông ơi. Qua B ông cố ơi. Trời ơi. Đó đặt số 4 luôn rồi kìa. Kìa. Ui chà. Ui giời ơi, thế vẫn thua, thua 1-6 mẹ rồi. Má bị cú lừa. Đẹp. Cay tới nhờ. Tại vì là tôi thấy là đi ROM nào nó cũng treo á, nó nói treo tôi cũng tưởng là nó treo thật. Mẹ. Thế thua tôi nhảm rau không? Thật, game này coi như bỏ nè mà, GR mà thua 1-6. Map này khó công hơn map bến cảng rất là nhiều. Map bến cảng mòi mòi móc được, còn cái map này ít đường đi lắm. Thà đây là cái map 2.0 thì cũng ok đó. Thật. Nước. Nước có nè. À. Nó bắn ở đâu rồi? À chết luôn rồi. Từ nha. Bên đó còn đông quá, anh em mình ép dữ trời. Nước có ngắm nè, delay M200 nè. Vẫn như nước á. Ấy da. Ủa. Ây. Toán vậy. Đây, chết, C4 rơi. C4 rơi mid nè. Vẫn như nước, vẫn như nước. Ma. Cày tê. Mày chết chưa? Ra cam gọi C4. A2 hả? Đấy. Ờ sao? Ô, flash. Mày. À, được hai con Ngọc Trinh. Má bây giờ là bắn phải bất chấp thủ đoạn thôi nè mà. Cầm cọp lên vả luôn chứ không là thua ấy. Game này bây giờ là bất chấp thủ đoạn nha. Bây giờ làm trò con mèo gì win được là phải win. Làm hết. Bây giờ cao nhất là lên 7. Mà lên 7 anh em cũng biết đó. Cũng coi như thua à. Hay rồi. Cứ từ từ, đừng ép, đừng ép. À. Ờ. Nước có không ta? Bỏ nước hả? Ở đâu? Team mình cam nước rồi mà. Team mình ép lên cả nước luôn rồi nè. Rồi. Hai thằng treo nữa kìa. Hai thằng treo nữa kìa. Ờ, ép lên anh em. Cho một miếng. Tôi nghe phút nhà gỗ nè. Ôi giời ơi, sốc lọ. Mẹ. Con mẹ nó. Thế mà bảo treo. Nó treo nó bắn được à. Cái lồng què bên kia nhá. Bên kia chơi bẩn nhá. Toàn bảo lão nhá. Nãy giờ mình tin người quá rồi. Thôi, nhưng mà không sao, ra lên 7 đây. Tại là tôi không được miếng nào nên tôi ham ăn quá. Phải cho một miếng nha. Ăn chay, cuối cùng nó bắn chết luôn. Rồi. Vào vị trí, không ép nữa. Nó thủ rồi. Đó.
Map này các bạn bắn K98 là các bạn hơi sai lầm nha. Đây, chết. Map là nhiều thùng mà anh em. Đấy. Thôi thí mẹ rồi, vỡ mồm. Đù. Đù, bắn 1-7. Đù. Má, nó chơi à đó, nó chơi à đó mày ơi. Vãi lòng luôn, nước lên rồi. Nước lên móc rồi. Móc nhà. Đây chết. Đây mày. Ui tôi biết rồi. Tôi biết rồi mà éo làm gì được. Tôi thua. Ây da. Bắn cái gì chết nhanh quá. Bên nó còn đông quá sao mà đỡ nổi. Nhiều miếng quá. Ăn không kịp. Mà thôi nha, thủ đi anh em ơi. Nó lên 7 mà mấy kia lên 7 mẹ rồi. Đây là tôi ép luôn. À dạ. Đây mày chết. Ngắm cái quần. À ngu rồi. Ngu rồi sao mày không chết bên phải nhờ. Đệt. Tôi tưởng nó nhảy xuống rồi. Hồi nãy thấy cái thùng. Trong nhà gỗ thôi. Đến nhà gỗ. Ok. Ờ hay. Cố lên. Còn thở là còn gỡ các bạn. Không sao. Biết đâu được là qua bên BL á. Team mình nó bắn hay hơn là sao, đúng không? Cũng hy vọng thế. Rồi, 2 round nữa. Cố gắng ăn 2 round rồi nhá. Hả, ép luôn hả? À? Nè, ném đạn nè. Bên phải á. Bên cái thủ nhà hết rồi. Nước có, nước có. À, giặt quá. Đây, còn nữa. C4 rơi luôn nè. Ngon lành cành đào. C4 rơi nước. Chơi luôn, múc luôn. Chứ sao nữa. Hai, một round nữa. Lên 6 bắn. Không sao, hôm nay cầm 200 với lại còn 357 mà. Mình phải gánh được cái team này. Mình phải múc hết được bên kia. Vũ khí hủy diệt mà anh em. Map này cầm M200 là quá ok rồi. Bởi vì là M200 nó đục được. Còn map này mà cầm cái thủ K98 thì thôi. Nhiều anh em hỏi là nên bắn K98 hay M200. Tùy map thôi anh em à. Map nào ít thùng thì bắn K98 ngon. Còn map nào nhiều thùng thì nên bắn M200. Thế thôi cũng hỏi. Rồi cũng giống như là M4A1 Transformer với lại là Skyline. Nó cũng thế. Anh em muốn đục thùng thì chọn M4A1, còn không đục thùng thì chọn Skyline. Đấy. Trời, ngồi đây mà ngắm đồng đội mình ép hẻm A rồi. Ép cả nước luôn rồi. Quá dữ. Thôi về đây. Đó. Đó, ép hồi chết hết đó. Hồi sinh nó thủ nhà không à. Rồi. Đây 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 đây. Nhà gỗ. Ủa. Thôi tá. Má biết nhà nó không có nè. Tá 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 tá. Trời ơi thua. Thua. Má bắn mình yếu luôn chứ. Đây chết một thằng. Ba thằng nữa. Ủa. Vãi lồng. UA luôn á fan ơi. UA luôn ý. Đây chờ tôi chờ tôi chờ tôi. Chết. Chết. Cùng một thằng ơi. Ây da. Thằng này không biết. Rồi tôi nấp ở đây hợp lý. Ờ à, được. Mà bây giờ qua đây bắn mới mệt nè. Tỷ số tối thiểu 6-7. Ây da. Làm sao. Chúng ta phải có một niềm tin anh em à. Hiện tại đang tự tin lắm. Tự tin vì bắn mà 200 mấy cọp. Tầm gần mình xả cũng được. Ui, ui ôi. No. Mít ép kìa. Hay, chết rồi. Ra mít từ từ thôi. Chờ một xíu đi ra. Ra mít sớm quá, ăn lựu đạn no luôn ý. Nè. Ấy.
Mày chết chưa? Ê, leo hả mày? Rồi, còn hai thằng. Ra đây, ra đây. Ê, rồi chết luôn. U, ôi giời, cửa, 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 cửa. Đâu rồi? Tim đâu rồi? Đồng đội yếu hết rồi. Đồng đội yếu hết rồi. Bắn chắc nè. Đừng có phô, nó bắn tăng ấy. Ngồi lùi ra sau mới nhìn được cái khe. Ok. Ngồi lùi ra sau là nhìn được cái khe. Là không cần phải phô đâu. Đâu ở nhờ? Hả? Hẻm B không có. Đồng đội mày rõ ràng đứng hẻm B nãy giờ vẫn kêu hẻm B. Mấy ông robot này nên cập nhật lại phần mềm nữa mà. Thiệt. Ủa? Lạ nhờ? Bên mình nó yếu hết rồi mà bên kia nó không vô liếm ta. Gặp tôi cầm quy bê giác vô là trời ơi, nó sướng gì đâu luôn á. Thằng nào cũng một xe à. Nó ép đấy. Ok, buông A. Ấy à, mù quá, bây giờ nó qua là không thấy đâu. Cứ hơn người là được anh em ơi, cứ từ từ. Win được. Qua bên đây cái team mình nó mạnh hơn hẳn luôn nè. Mít ngắm. Mít ngắm, mít ngắm. Đây, ấy à. Chơi mày nè. Phun mít có. Đây chết, phun mít. À. Ấy à. Rồi chết luôn, không kịp ú ớ nha. Cái gì, không cần phải chửi. Tại sao chửi dữ vậy? Quả C4 rơi mà. Nó chửi DKM C4. Không chửi thêm chữ ngu nữa là sao? Quả C4 nó rơi. Ủa, ý mày là, ý mày là quả C4 nó phải tự chạy tới sai và nó tự đặt hả? Quả C4 nó rơi mà có ai cầm quả C4 đâu. Ôi, bối cảnh nè, à, bối cảnh bên kia nó thấy không nhờ. Ây da, sốc lọ, sốc lọ, sốc lọ. Thiệt là tôi phải nể mấy thằng nào mà dám chui qua cái làng smoke này mà chạy ra bắn nó. Chạy ra thấy ba thằng. Mình làm sao biết được, làm sao biết được là có ai bên đó, bao nhiêu thằng bên đó. Éo phô luôn. Nấp luôn. Vũ mít có. Vũ mít kìa. Trời ơi. Ê à. Ây à, thôi thiếu mẹ rồi. Má chạy lung tung. Lúc kia éo ga vừa rớt một cái ra. Ép luôn á. Đây chết một thằng nè. Ơ à, ở đây nhà gỗ nó chạy. Mà chạy đâu? Rồi chết luôn. Má quên nhặt quả C4 rồi. Nước lên nè. Đây nước chết rồi. Đi ra chỗ khác đi. Đi ra chỗ khác đi. Mỗi người chia ra mà bắn. Chia ra mà bắn. Đúng rồi. Nhìn hả ma đi. Đây chết. Còn hai thằng đó. Ê, tránh xa tao ra. Đừng đeo tôi mà. Thiệt. Đi theo rồi hãm chân lại. Má cục 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 cục. Sợ thật. Nãy quên nhặt quả C4 nhờ anh em nhờ. Ai da. Ở đây. Hả ma. Rồi chết luôn. Còn một thằng, à thằng này 4 chết 10. Thằng này 4 chết 10. Nhưng mà không biết nó ở đâu. Không biết nó ở đâu thôi. Nó hay đứng ở đâu tôi không chả biết nữa. Qua bê mẹ đi. Rồi chết. Đủ 6 thằng. Đấy, nhiều khi đi một mình dễ xử lý hơn á. Mé thanh niên. Thanh niên cứ thấy mình a xe gái đi theo sau lưng. Thà đi sau lưng mà đi ship đồ các thứ đi. Cái này chạy cục 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 sợ thật. Rồi. Ờ hay. Hơn người nha. Ấy à, được 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 được. Thôi về đây anh em ơi, lộ nước rồi. À. Về đi mid đi nè. Tầm này lên nước nữa. Lên nước là toàn ấy. Bây giờ bắt cái mít nè, không biết nó qua chưa. Mít đông á. Một thằng cuối B, một thằng vuông mít. Đoán là thế. Ây da, nó ép à. À. À.
Mày. Cái đấy. Mày. Cái đấy. Mày. Cái đấy. Được. Còn hai thằng. Vũ Mít có không ta? Vũ Mít không biết còn không? Im ắng thế nhở? Rồi. Trong A có nè. Đây. Chết. Rồi. Không thằng ơi. Hả? À, trong A luôn hả? Trong A luôn à? Anh em bảo lên đi. Nó ở đâu lần cuối? Chát lên cho dễ. Thường thường cái map này nó hay đứng yên một chỗ lắm. Rồi. Ui, qua đây lại win ta. Qua đây team mình lại win ta. Được nhờ. Má này nghe nó ép luôn anh em ơi. Má sợ mốc như thế này mà các bạn vẫn dám lao lên à. Tôi là tôi không thấy đường đâu thiệt. Ơ xin lỗi. Ơ ném vào đạn. Xin lỗi nha. Vũ Mít chết rồi. Nhưng mà á đù. Thì mình cũng chết hết mạng luôn rồi. Đây. Mày chết. Nước 1 hẻm 2. Ây da, chạy đâu? Ây da, chạy đâu? À. Mày. Chạy đâu nữa? Bú trứng cút chưa? Ba nữa. Hẻm A đó. Hẻm A 2. Ui. Phải lìn. Kèo này win được các bạn. Có thể là team mình qua bên này bắn sung thật. Nhưng mà các bạn phải đợi smoke hết mít đã. Mít hết smoke đã. Mới lao ra. Mấy ông này cứ đi như con thiêu thân á. Còn này đứng vuông mít với lại là cuối B nó ngắm. Ủa? Cái quần què vô. Lao lên như một vị thần. Xong rồi chết như một thằng đần. Ngắm. Ngắm ở đâu? Cuối B phải không? Má. Nước có nè. Nước có nè, nước đông nè. Thôi ôn lằn rồi. Ê? Đây chết. Đù. Nước có nè. Éo ép lên ta. Không lên. Đây. Má. Càng quản số 4 rồi. Đây. À số 4 ở đây nhặt được. Rồi chết mày. Mày. Ây. Móc mẹ sau lưng rồi mày. Thủ đã. Cứ từ từ cho nó ép đi. Cho bên kia nó ép. Bắt mấy thằng ép đó đã. Bên kia nó thiếu người cả. Mình tấn công sau. Bên kia chơi ép láo mà. Nè nó ép nè. Bắt người trước rồi đã. Phòng ép. À quả đạn rồi con. Đúng gần á. Rồi ta chơi nè. Mày chết một thằng. Ấy à. Đây chết luôn. Rồi làm hai thằng rồi đó. Còn thằng cuối B. Cuối B nè. Nó ngắm. Mày. Vẫn cuối B à. Cuối mic à. Đây. Ê. Cuối mic à. Đù. Chết rồi à. Má. Quân A nữa nè. Má bắn lỗi quá. Bắn lỗi thằng cuối mic quá. Không sao. 2 với 3 làm được á. Một thằng quân A. Sóc lọ. Không biết vô A chưa ta. Đù. 87 máu rồi. Dạ. Tôi mà bắn chết cái thằng cuối mít sớm á là win mạng rồi. Để nó bắn hết đồng đội mình chứ. Nhây quá. Quả smoke vuông A nó cũng tan hết luôn rồi. Thằng sóc lọ nó thừa dịp nó ra nó bắn. Hết smoke là nó ra. Mít lúc nào cũng đông lắm á. Thôi. Mày một thằng còn nữa của mít nè. Chết không phải ăn đấy. Còn thằng ngắm nữa cơ. Đang hơn người nha.
Hay rồi, UA luôn cũng được. Chết. Ơ à, không phải thằng đấy. Còn một thằng nữa cơ. Đúng rồi. Chính nó. Mày. Ê vẫn còn nữa kìa. Mày. Ê. Trời ơi. Đủ tham quá. Tôi tưởng nó phải yếu rồi chứ. Thấy ông đội mình đứng đó quá trời mà. Rồi. Quên đi, quên đi. Quên được, quên được. Đó. Mình cứ bắn mình chờ hết smoke mình ra anh em ơi. Cứ thấy smoke quá trời anh em cứ lao lên thì thôi. Đi qua là smoke một cái là sốc lọi vô đầu. Ném hơi sớm rồi, ngu quá, đáng lẽ mình phải đợi. Không sao, bây giờ ra chơi luôn nè. Bên kia nó cũng không ném smoke mid. Rồi nha. Ok, mid có, lúc nào cũng có. Đây, chết. Còn nữa. Ờ, mày. Đù. Buông mid 2, buông mid 2. Má tôi ráng bắn thằng buông mid mà không được. Biết buông nghe nó ra cover đó. Ơ còn nữa, còn nữa. Trong ai rồi? Lại về đây. Chém dao. Chém dao. Không sao. Chốt kèo đi. Qua bên này lại win nhờ. Áo ma Layada thật. Ok. Tôi cầm xe bối nha. Bên kia 4 round nữa. Bên mình 1 round nữa. Chốt kèo đi. Mấy nào ném quả xe mốc thấy phí không? Rồi. Rồi qua được mid rồi. 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 Ê. Cho một miếng. Cho một miếng. Đù, nhanh như vậy. Cho một miếng, cho một miếng. Đâu rồi? Ở thằng này trong A. Thằng này trong A. Để tôi cho một miếng coi. Đủ. À đủ. Trong A cũng không có luôn. Có thằng vuông công ăn hết. Mẹ tốc độ ta. Siêu nhanh luôn anh em à. Hỗ trợ cài đặt game, phần mềm, sửa lỗi game đột kích, tư vấn cấu hình, nâng cấp máy tính. Lắp ráp PC gaming, hãy cho Tú Lê biết vấn đề của bạn.